Viêm phế quản là tình trạng viêm ở các phế quản trong phổi và được gọi là mạn tính khi ho có đàm ít nhất 3 tháng mỗi năm, kéo dài ít nhất 2 năm. Viêm phế quản mạng cùng với khí phế thủng hình thành nên bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính COPD. Đây là hai bệnh lý khác nhau, trong đó viêm phế quản mạng được định nghĩa dựa vào các biểu hiện lâm sàng như ho có đờm. Trong khi khí phế thủng được định nghĩa dựa vào sự thay đổi cấu trúc đặc biệt là sự giãn rộng của các phế nang. Điều đáng nói là chúng thường cùng tồn tại, có thể do có cùng yếu tố nguy cơ quan trọng đó là hút thuốc lá. Những yếu tố nguy cơ khác của viêm phế quản mạng bao gồm việc tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm không khí. Như lưu huỳnh, NO2, tiếp xúc với bụi và silic cũng như các yếu tố di truyền trong đó có tiền sử gia đình mắc bệnh. Trong COPD, đường dẫn khí bị hẹp, phổi không dễ dàng đẩy khí ra ngoài và một phần không khí bị kẹt lại trong phổi. Do đó, lượng khí tối đa mà bệnh nhân COPD có thể thở ra trong một lần thở gọi là FVC hay dung tích sống gắn sức sẽ thấp hơn. Điều cơ quan tâm là dây đầu tiên của thì thở ra, ta có FEV1 hay thể tích thở ra gắn sức trong dây đầu tiên. Nó thậm chí giảm nhiều hơn so với FVC. Một số đo hữu ích là tỷ lệ FEV1 trên FVC. Do FEV1 giảm nhiều hơn so với FVC nên FEV1 trên FVC cũng giảm xuống. Bình thường, cho rằng FVC của bạn là 5 lít và FEV1 là 4 lít, thì FEV1 trên FVC sẽ là 80%. FVC của bệnh nhân COPD có thể còn 4 lít thấp hơn bình thường nhưng FEV1 chỉ còn 2 lít. Như vậy, không chỉ hai giá trị này đều thấp hơn mà tỷ lệ của chúng còn thấp hơn nữa. Và đây là một dấu hiệu của COPD. Chúng ta mới chỉ nói về khí thở ra phải không nào? Ngược lại, đối với khí thở vào, TLC hay dung tích toàn phổi là lượng khí tối đa có thể chứa trong phổi trên thực tế thường cao hơn do không khí bị ứ lại. Như vậy, viêm phế quản mạng là một hình thái của COPD được chuẩn đoán dựa vào các triệu chứng lâm sàng. Đặc biệt là ho có đàm nhiều. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Đầu tiên, thành của đường dẫn khí bình thường có một vài lớp đáng được nhắc đến. Lót trong lòng đường dẫn khí có lớp biểu mô gồm các tế bào biểu mô trụ giả tầng có lông chuyển, nó có tên như vậy do những tế bào biểu mô này có các chỗ nhô ra như tóc gọi là lông mau. Nhân của chúng không thẳng hàng làm nó trông như có nhiều lớp nhưng thực ra không phải vậy. Do đó được gọi là giả tầng. Và cũng bởi vì các tế bào hầu như cao và hẹp hay có hình trụ. Lớp này cũng có các tế bào hình đài tí chất nhầy phủ lên bề mặt đường dẫn khí. Sâu hơn nữa là màng đáy và mô liên kết lỏng lẻo gọi là lớp đệm niêm mạc và cùng với biểu mô tạo nên lớp niêm mạc. Ngoài niêm mạc, còn có cơ trơn cùng nhiều mô liên kết tạo nên lớp dưới niêm. Đây là nơi có các tuyến nhầy của phế quản. Các tuyến này tiết ra phần lớn lượng nhầy trong lòng phế quản, giúp bắt và lọc các hạt tác nhân gây bệnh. Cuối cùng là lớp sụn ở dưới niêm mạc làm cứng phế quản và giữ chúng mở. Lớp này có ở phế quản nhưng không có ở tiểu phế quản. Đường dẫn khí của những người hút thuốc cũng phơi nhiễm với khá nhiều các tác nhân kích thích. Dù tác nhân là gì đi nữa, chúng đều kích thích sự phì đại và tăng sản các tuyến tiết nhầy ở phế quản chính cũng như tế bào đài ở các đường dẫn khí bé hơn gọi là các tiểu phế quản làm tăng tiết nhầy ở cả hai vùng. Do đó, các tiểu phế quản có kích thước nhỏ hơn nên dù lượng dịch nhầy tiết ra không nhiều cũng có thể làm chúng bị tắc. Điều này góp phần hình thành đa số các bẫy khí. Tồi tệ hơn là khi việc hút thuốc làm các lông mau ngắn lại và kém di động hơn, do đó khó đẩy dịch nhầy lên trên và ra ngoài các tiểu phế quản mà bình thường chúng sẽ được đưa lên họng để nuốt. Do sự tăng tiết dịch nhầy và giảm chức năng lông mau, người mắc viêm phế quản mạng phải nhờ phản xạ ho mới có thể tống được các nút chất nhầy ra ngoài. Một phương pháp thường được dùng khi khám nghiệm tử thi là xác định chỉ số Ray, hay tỷ lệ giữa độ dày các tuyến tiết nhầy và tổng độ dày đường dẫn khí, từ biểu mô đến sụn. Thông thường, tỷ lệ này trong viêm phế quản mạng nó sẽ là 40% do sự tăng sản và phì đại của các tuyến. Mặc dù tăng chỉ số Ray đi kèm với viêm phế quản mạng, chuẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng và phương pháp này không thường được dùng cho mục đích chuẩn đoán. Lượng dịch nhầy trong phổi này tạo ra tiếng rít khi thở ở bệnh nhân viêm phế quản mạng. Do không khí di chuyển ra vào đường dẫn khí bị hẹp, Bệnh nhân có thể có tiếng rang ẩm nổ. Gây ra do sự bóc tách của đường dẫn khí nhỏ, người mắc viêm phế quản mạng cũng có thể bị hypersemia hay thiếu oxy trong máu và hypercapnia hay tăng CO2 trong máu. Điều này là do các nút nhầy làm tắt đường dẫn khí, làm tăng áp suất riêng phần của CO2 trong phổi. PCO2 tăng đồng nghĩa với PO2 hay áp lực riêng phần của oxy trong phổi giảm. PO2 giảm sẽ hạn chế lượng oxy vào máu, gây nên hypoxemia. Lượng CO2 ứ trong các phế nang này cũng gây cản trở cho CO2 từ máu và phổi, điều này giải thích hiện tượng tăng CO2 máu. CO2 trong máu có thể tăng đến mức làm cho bệnh nhân biểu hiện xanh tím. Sự thay đổi này làm da có màu xanh, Điều này góp phần giải thích một tình trạng ở bệnh nhân mắc viêm phế quản mạng gọi là blue blotter. Blue là do xanh tím, blotter là do phù chân khi suy tim phải. Bên cạnh đó, ở những vùng giảm trao đổi khí, các mạch máu sẽ co lại nhằm cố gắng đưa máu đến vùng có trao đổi khí tốt hơn. Nếu hiện tượng này chỉ khu trú ở một vùng của phổi thì sẽ không có gì đáng nói. Nhưng khi phần lớn phổi trao đổi khí không hiệu quả, phần lớn các mạch máu sẽ như bị kẹp lại. Điều này dẫn đến hệ quả là tăng kháng trở mạch máu phổi. Và để duy trì lưu lượng tuần hoàn có thể đáp ứng bằng hiện tượng tăng áp động mạch phổi, khiến cho tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu lên phổi. Cuối cùng, buồn tim phải bị giãn, hậu quả là suy tim phải. Đây là bệnh tim do phổi hay tâm phế. Cuối cùng, một hậu quả khác khi các nút nhầy được hình thành trong viêm phế quản mạn là sự nhiễm trùng phổi phía sau chỗ tắc. Điều này có thể làm xấu thêm các triệu chứng của tim và phổi. Điều trị viêm phế quản mạn bao gồm giảm thiểu các yếu tố nguy cơ, như ngưng hút thuốc. Ngoài ra cần phải kiểm soát các tình trạng bệnh lý liên quan, cung cấp oxy cũng như sử dụng các thuốc như dạng phế quản, corticoid dạng hít kháng sinh có thể được dùng để kiểm soát nhiễm trùng thứ phát. Ok, tóm lại, viêm phế quản mạng là một hình thái của bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính hay COPD. Khi mà việc phơi nhiễm với các chất hóa học và các tác nhân khác trong đó có thuốc lá kích thích sự tăng tiết chất nhầy ở đường dẫn khí. Gây ho có đờm ít nhất 3 tháng mỗi năm kéo dài ít nhất 2 năm liên tục. Biên dịch, hàng trường, văn triệu, Thanks for watching! You can help support us by donating on Patreon, or subscribing to our channel, or telling your friends about us on social media.